Công Tuấn và Trương Triết Hạng không được chào đón trong show Vương Bài có thật hay chỉ là cắt ghép? Mới đây, Công Tuấn và Trương Triết Hạng đã trở thành khách mời của chương trình quốc dân Vương Bài đối Vương Bài. Sự xuất hiện của hai ngôi sao Sơn Hà Lệnh khiến khán giả cực kỳ phấn khích, mong chờ. Thế nhưng, đến khi chương trình phát sóng lại gây thất vọng toàn tập cho những ai yêu mến Công Tuấn và Trương Triết Hạng khi thần tượng hoàn toàn bị phớt lờ như người vô hình. Trong ngóng từng phút từng giây để chờ đợi chương trình vì có sự góp mặt của hai bảo bối, xem xong như một cú tát vào mặt vậy, lấy tên tuổi Công Tuấn, Trương Triết Hạng ra để câu view à. Ngay cả tên Trương Triết Hạng cũng ghi sai, một chút tôn trọng cũng không có. Vừa chán, vừa nhạt, không thể tả, kiểu như thêm cả hai vào cho đủ đội hình vậy. Cả Công Tuấn và Trương Triết Hạng đều bị phớt lờ, bơ đẹp, không một ai chú ý, quan tâm đến họ cả. Mong chờ bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Khoảnh khắc hiếm hoi mà Công Tuấn và Trương Triết Hạng có một khung hình riêng trong chương trình, từ giây phút này, cả hai hoàn toàn bị bơ đẹp như người vô hình. Những tập phát sóng trong show Vương Bài đối Vương Bài thường có rất nhiều khách mời, thời lượng quay sẽ bị phân tán, tập trung vào những tên tuổi lớn hoặc đang hot vào thời điểm hiện tại. Nghệ sĩ ít nổi danh thường bị thiệt thòi trong trường hợp này. Công Tuấn và Trương Triết Hạng vô cùng nhạt nhòa trong chương trình. Họ bắt đầu xuất hiện khi show đã diễn ra trò chơi đầu tiên trong 20 phút phát sóng. Khi những người khách mời còn lại được chia làm hai đội, nhưng Công Tuấn và Trương Triết Hạng bị bơ đẹp, chẳng ai ngó ngàng đến sự hiện diện của họ để phân chia vào đội nào. Cả hai đi qua đi lại giữa bốn khách mời còn lại và đưa ra một số ý kiến góp ý cho hai bên. Thậm chí, sự xuất hiện của Trương Triết Hạng và Công Tuấn cũng chẳng được chương trình giới thiệu tên tuổi. Đa số ý kiến của dân mạng nhận định rằng tập phát sóng này được quay khi Sơn Hà Lệnh chưa được phát sóng. Trương Triết Hạng và Công Tuấn vẫn đang là những cái tên nhỏ nhoi, vô danh. Đến khi chương trình lên sóng, chẳng ai có thể ngờ được rằng họ lại trở nên nổi tiếng đến thế. Có lẽ khâu biên tập cũng đã cố chỉnh sửa, tập trung khai thác những phân đoạn có Công Tuấn và Trương Triết Hạng. Thế nhưng ngay từ đầu đã không chăm chút, bỏ mặc cả hai như thế thì hành động cứu vãn này cũng chẳng mang lại kết quả gì. Thành công của Sơn Hà Lệnh đưa tên tuổi của Công Tuấn và Trương Triết Hạng lên hàng sao. Sự nổi tiếng giúp họ được mọi người chú ý, quan tâm đến từng nhất cử nhất động. Nhiều dự án, show giải trí, hợp đồng thương mại liên tiếp đến tay. Có thể nói, sự nghiệp của cả hai được bước sang một trang mới. Gần đây, có thông tin cho biết Keep Running đã bắt đầu ghi hình mùa mới. Dưới phần bình luận của tài khoản Weibo chương trình, dân mạng liên tục đề nghị nhà sản xuất show hãy mời hai ngôi sao của bộ phim đang hot Sơn Hà Lệnh là Công Tuấn và Trương Triết Hạng để làm khách mời ngày tập đầu tiên. Nhà thành viên cố định năm nay sẽ vẫn giữ nguyên và không thay đổi gì nhiều. Trong danh sách đội hình được tiết lộ, ngoài trừ các thành viên cũ như Lý Thần, Trình Khải, Angelababy, Thái Từ Ngôn, Sai Giật, thì Hoàng Húc Hy, Lucas của mùa cũ đã quay trở lại. Diễn viên mới nổi Thành Nghị cũng gia nhập vào gia đình Keep Running. Khán giả đang vô cùng mong chờ sự xuất hiện của hai mỹ nam đình đám trong chương trình này.